cô chào tất cả các bạn. Các bạn đã chuẩn bị sẵn sàng cho tiết học toán ngày hôm nay chưa nào? Cô chúc tất cả các bạn có một buổi học thật là vui vẻ nhé. Ở tiết trước, chúng ta đã học bài các số tròn trục. Vậy bây giờ con hãy nhắc lại cho cô số tròn trục là những số nào nào? Chính xác rồi, đó là số 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 và 90. Đây là các số tròn trục. Vậy hôm nay cô sẽ dạy cho các con cách cộng trừ các số tròn trục nhé. Mục tiêu của bài là giúp các em biết cộng trừ số tròn trục với một số tròn trục trong phạm vi 100. Bây giờ chúng ta sẽ cùng vào bài học. Các em hãy quan sát xem cô có mấy bó que tính. Cô có 3 bó một chục que. Vậy cô có bao nhiêu que? Chính xác rồi, cô có 30 que. Các em quan sát tiếp cô có thêm bao nhiêu bó que tính nữa. Cô có thêm 2 bó que tính nữa. Vậy là cô có thêm 20 que tính. Vậy cô có tất cả bao nhiêu que tính nhỉ? Cô đố tất cả các bạn, cô có tất cả là bao nhiêu que tính? Vậy để tính được có bao nhiêu que tính thì chúng ta sẽ làm phép tính gì? Đúng rồi, đó là phép tính cộng. Vậy chúng ta sẽ cùng thử 30 cộng 20 bằng bao nhiêu? Thì bây giờ cô và các con sẽ cùng đặt tính nhé. 30 thì gồm mấy chục và mấy đơn vị nào? Rất là tốt, 30 gồm 3 chục và 0 đơn vị. Còn 20? Đúng rồi, 20 gồm 2 chục và 0 đơn vị. Cô đặt dấu cộng vào phía bên trái. Bây giờ chúng ta cùng thực hiện phép tính. 0 cộng 0 bằng 0, cô viết số 0. 3 cộng 2 bằng 5, cô viết số 5. Như vậy 30 cộng 20 bằng 50. Vậy là chúng ta vừa mới tính được phép tính 30 cộng 20 bằng 50. Bây giờ cô sẽ hướng dẫn các em lại cách đặt tính. Đầu tiên cô viết số 30, sau đó cô viết số 20 sao cho hàng đơn vị thẳng hàng đơn vị, hàng chục thẳng cột với hàng chục. Tiếp theo cô viết dấu cộng phía bên trái ở giữa hai số, sau đó cô dùng thước và bút chì gạch ngang dưới hai số đó. Và bây giờ chúng ta sẽ tính. Khi tính thì chúng ta cũng sẽ tính từ phía bên phải sang bên trái. Hàng đơn vị thẳng hàng đơn vị là 0 cộng 0 bằng 0, cô viết số 0. 3 cộng 2 bằng 5, cô viết số 5. Như vậy thì 30 cộng 20 bằng 50. Các em hãy xem lại cách đặt tính và tính thêm một lần nữa nhé. Vậy các em đã nắm được cách đặt tính và cách tính cộng các số tròn trục chưa nào? Vậy thì trừ các số tròn trục thì như thế nào? Bây giờ chúng ta sẽ cùng xem và quan sát xem trừ các số tròn trục sẽ thực hiện như thế nào nhé. Các em hãy quan sát xem cô có bao nhiêu bó que tính. Cô có bao nhiêu bó que tính nào? Chính xác, cô có 5 bó que tính. Là cô có 50 que tính. Vậy bây giờ các em hãy quan sát xem cô bớt đi bao nhiêu bó que tính nhé. Cô bớt đi bao nhiêu bó? Rất là chính xác, cô bớt đi 2 bó. Vậy là cô bớt đi bao nhiêu que? Chính xác, cô bớt đi 20 que. Vậy thì cô còn lại bao nhiêu que tính đây? Để thực hiện được thì chúng ta phải làm phép tính gì nào?
À, chúng ta sẽ làm phép tính trừ. Cô lấy 50 trừ 20 thì bằng bao nhiêu? Cô và các em sẽ cùng thực hiện phép tính. 50 thì gồm mấy chục và mấy đơn vị nào? Rất là tốt. 50 gồm 50 và 0 đơn vị. 20 gồm mấy chục và mấy đơn vị? À, 20 gồm 20 và 0 đơn vị. Cô đặt dấu trừ ở giữa hai số. Bây giờ chúng ta sẽ cùng thực hiện phép tính. 0 trừ 0 bằng 0, cô viết số 0. 5 trừ 2 bằng 3, cô viết số 3. Vậy là chúng ta vừa thực hiện được phép tính là 50 trừ 20 bằng 30. Vậy chúng ta đã vừa thực hiện xong phép tính trừ rồi đó. Bây giờ cô sẽ hướng dẫn cho các em lại thêm một lần nữa nhé. Đầu tiên cô sẽ viết số 50, sau đó cô viết số 20. Sao cho số ở hàng đơn vị thẳng hàng đơn vị, hàng chục thẳng hàng chục. Cô đặt dấu trừ ở giữa hai số phía bên trái. Dùng thước và bút chì gạch ngang ở dưới hai số đó. Bây giờ chúng ta sẽ cùng thực hiện phép tính. 0 trừ 0 bằng 0, cô viết số 0. 5 trừ 2 bằng 3, cô viết số 3. Như vậy, 50 trừ 20 bằng 30. Bây giờ các em hãy quan sát lại thêm một lần nữa để các em hình dung và hiểu rõ hơn về cách đặt tính và tính các trừ các số tròn trục nhé. Các em đã nắm được phép trừ các số tròn trục chưa nào? Các em lưu ý, khi chúng ta đặt tính cộng hay trừ đều phải chú ý đặt tính thẳng cột, hàng đơn vị thẳng hàng đơn vị, hàng chục thẳng hàng chục. Khi tính thì chúng ta phải tính từ phải sang trái. Kết quả cũng phải đặt thẳng cột với hàng đơn vị và hàng chục. Các em đã nắm được cách đặt tính và cách tính cộng trừ các số tròn trục chưa? Cô và các em sẽ sang phần luyện tập để khắc sâu hơn cho các em nhé. Phiếu luyện tập hôm nay của chúng ta có 3 bài, bài 1, bài 2 và bài 3. Bài 1 yêu cầu chúng ta tính nhẩm. Vậy để tính nhẩm như thế nào, cô sẽ hướng dẫn cho các bạn một bài. Các bạn hãy cùng quan sát. 50 cộng 10 bằng bao nhiêu? Chúng ta sẽ nhẩm như thế này. 50 hay còn gọi là bao nhiêu? Rất là chính xác, 50 hay còn gọi là 50. Cộng 10, 10 còn gọi là 10. Vậy 50 cộng 10 bằng mấy chục? Rất là tốt, 50 cộng 10 bằng 60. 60 hay còn gọi là 60. Vậy như vậy 50 cộng 10 bằng 60. Vậy là chúng ta đã nhẩm ra được phép tính rồi đó. Các con đã hiểu cách tính nhẩm chưa nào? Các con hãy vận dụng và làm các bài tập này. Bài 2, giải toán có lời văn. Bài 3, điền dấu lớn bé bằng. Các con hãy đọc kỹ, thật kỹ đề bài để mình làm thật là chính xác. Sau đó nhờ ba mẹ kiểm tra và nhờ ba mẹ chụp hình gửi cho cô nhé. Cô chúc các bạn có một buổi học thật là vui vẻ. Cô hẹn các bạn ở tiết học lần sau. Cô chào tất cả các bạn.